Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C hatchback nhập khẩu. Đó chính là chiếc xe Hyundai i30. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở xe Hyundai i30 này nó có phiên bản thiếu và phiên bản đủ. Phiên bản thiếu là Hyundai i30 thường và phiên bản Hyundai i30 CVK. Hyundai i30 CVK là cái phiên bản đủ. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đây ạ, là một chiếc xe Hyundai i30 CVK. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe đã lăn bánh được 8.9 km rồi quý vị các bạn nhé. Và ở cái phiên bản Hyundai i30 CVK này là cái phiên bản đủ, xe cũng đã được trang bị là khóa thông minh, đè nổ start top, cửa nóc, giá nóc, gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương và đặc biệt là cái đèn pha bi xenon, đèn gầm, đầy đủ các option rồi. Và nhìn về cái phần bên ngoài thì quý vị và các bạn thấy được là ở cái phiên bản i30 thường nó khác với cái phiên bản i30 CVK. Ví dụ như là phiên bản i30 thường thì nó không có la răng 5 chấu kép chrome và không có giá nóc. Còn ở cái phiên bản i30 CVK này thì nó đã có giá nóc này, la răng đúc 5 chấu mạ chrome là rồi quý bạn nhé. Đấy là cái phân biệt cái phần bên ngoài, đi qua nhìn bên ngoài thì chúng ta thấy được như thế. Còn ở cái phần bên trong thì là vào thì quý bạn thấy được là nó khác, là nó có khóa thông minh, đè nổ này, và có ghế da này, điều hòa tự động, và tất cả các nút bấm từ cửa gió điều hòa đến chốt cửa là bằng chrome ạ, rất là sáng, rất là đẹp. Trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ rồi quý bạn nhé. Và thưa với quý vị và bạn, với chiếc xe Hyundai i30 CVK 2009 này, chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, thứ ba là keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 308 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i30 CVK này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai i30 CVK 2009 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Hyundai i30 CVK nhập khẩu sản xuất năm 2009 biển Hà Nội này ạ. Mời quý vị và các bạn. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe này, xem nào nó còn đẹp không, nước sơn nguyên bản còn nhiều không, đã đâm đụng gì hay chưa, có va chạm gì hay không, xước sát gì hay không, thì mời quý vị và các bạn cùng tôi đi ạ. Dừng lại ở cái phần đầu xe này thì tôi giới thiệu cho quý vị và các bạn xem đây ạ. Phiên bản i30 CVK thì cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn gầm rất là đẹp rồi quý bạn nhé. Đấy, và cái cụm đèn pha này cũng rất là mới này, rất là sáng quý vị và bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đây là cái cụm đèn pha này. Bên dưới là cái cụm đèn gầm. Cũng vậy đấy, từ năm 2009 tính ra là cũng đã được 11 năm sử dụng rồi mà cụm đèn còn mới còn đẹp như này đây quý vị bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là rất là đẹp luôn quý vị các bạn nha. Đấy, đây là cái cụm đèn pha, pha bi xenon rất là đẹp, cụm đèn gầm này. Và nhìn về cái phần đầu bên đằng trước đây quý vị bạn nhé, cái phần ba đời sốc trước đây ạ, còn rất là đẹp quý vị bạn nhé. Chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu, chúng tôi cam kết đây nhé. Nước sơn zin nguyên bản của xe tuy là cũng đã sơn lại nhiều lần rồi quý vị bạn ạ. Đấy, vì là những chiếc xe mà ở Hà Nội chạy thì là không tránh được khỏi cái sự xước sát, nhưng chúng tôi cam kết là không bị đâm đụng đâu nhé, không bị tai nạn nhé, chỉ có xước sát và sơn thôi ạ. Đấy, cho nên là cái nền nó vẫn còn căng, còn đẹp như này ạ. Nếu bị tai nạn mà làm rồi thì cái nền nó không bao giờ căng đẹp như này nữa. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Đây là cái phần sườn bên lái đấy ạ.
nước sơn cũng còn rất là đẹp. Và dừng lại ở cái phần ba đời sốc sau này thì quý vị và các bạn thấy được đấy, xe cũng đã được trang bị là cái phiên bản Hyundai i30 CV kép, nên xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi đấy, có cả cảm biến bên dưới này, đủ cả rồi quý bạn nhé. Đèn phanh trên cao, giá nóc đấy. Và đặc biệt là cái cụm đèn hậu đấy ạ, cụm đèn hậu cũng chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Là và cái đây là cái phần sườn bên phụ đây quý bạn nhé, nước sơn cũng còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Xin lỗi quý bạn, nước sơn không phải là còn nguyên bản mà tức là cái nền chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, chứ còn nước sơn thì đã sơn lại rồi quý bạn nhé. Rất là đẹp, rất là mới luôn đây quý bạn nhé. Nhìn về cái phần bên ngoài thì quý vị bạn thấy được cái phiên bản i30 CV kép này nó rất là đẹp quý bạn ạ. Đẹp bởi cái bộ la răng này, bộ la răng là 5 chiếu kép mạ chrome. Đấy. Cái la răng này chúng tôi chưa có đánh rửa gì được cho nên là nó hơi bẩn một chút thôi, chứ rất là đẹp đấy quý bạn nhé. Khác với phiên bản i30 CVV kép thường, đây quý vị các bạn nhìn về cái phần ngang này, quý vị và các bạn tưởng tượng cái phiên bản i30 thường nó không có la răng 5 chấu kép mà nó lại không có chrome và không có giá nóc, nhìn nó rất là xấu. Còn phiên bản đủ này nhìn nó khác luôn đấy ạ, rất là đẹp đấy. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương quý bạn nhé. Đấy, gương chiếu hậu là gập điện rồi, tích hợp xi nhan trên gương, khóa thông minh, bấm tay mở cửa đấy, bấm tay cả về bên phụ và cả cửa bên lái đều có bấm tay để mở cửa quý bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc xe được sản xuất năm 2009, tính ra đến bây giờ thì đã là 11 năm sử dụng rồi mà còn mới còn đẹp như này đây quý vị bạn nhé. Bởi vì sao quý vị có biết không? Bởi vì những chiếc xe này không chạy taxi, không chạy dịch vụ. Nếu như những chiếc xe mà chạy taxi, chạy dịch vụ thì kể cả là sản xuất năm 2015, 2016 cũng không còn được đẹp như này đâu quý bạn ạ. Xe gia đình sử dụng chạy rất là ít cho nên là nó mới đẹp thế này đấy ạ. Tôi có một cái video mà tôi mua trực tiếp tại nhà chủ xe, là tôi quay lại được cả chủ xe và ở nhà và đồng hồ công tơ mét. Cho nên là quý vị và bạn có thể yên tâm về cái xe này nhé. Đồng hồ là chúng tôi cũng không tua. Đấy, tôi đi mua xe là tôi hay quay lại tại nhà chủ xe đấy ạ. Anh chủ xe này là một cái anh giáo viên không biết dạy cấp 2 hay sao ấy, hình như là cấp 2, cấp 3 gì đó. Anh ấy cũng nhiều tuổi rồi và chỉ có đi dạy học từ nhà ra trường cách có 3 cây số thôi ạ. Cho nên là chạy rất là ít quý vị các bạn nhé. Đấy. Về cái phần ngoại thất bên ngoài thì rất là đẹp rồi, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option của chiếc xe nhé. Trước tiên tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi mở cái cánh cửa trước bên lái. Đấy, đây là cánh cửa trước bên lái này. Về cái phần keo chỉ thì bao giờ chúng tôi cũng phải cam kết với quý vị bạn nó là nguyên bản. Nếu như những chiếc xe mà nó không còn nguyên bản, chúng tôi không buôn bán những chiếc xe lỗi đâu ạ. Tôi không buôn bán xe lỗi, xe tai nạn đâu ạ. Hoặc là tôi mua được những chiếc xe lỗi, xe tai nạn của những chiếc xe mà chủ xe có đổi cho tôi ấy. Chủ xe có đến mà đổi cho tôi để lấy những chiếc xe tôi đang bán tại cửa hàng mà có chủ xe có bị lỗi, tôi lại cũng sẽ bán đi cho anh em luôn, chứ tôi cho bán cho những cái anh em mà chuyên bán xe xấu, chứ còn tôi bán tại cửa hàng. Thứ nhất là tôi có cửa hàng, thứ hai là có kênh YouTube, tôi bán lấy uy tín cho nên tôi không làm những cái xe xấu, xe lỗi quý bạn nhé. Đấy, cái táp lô cánh cửa trước bên lái đây quý bạn này. Đấy. À, táp bi cánh cửa trước bên lái đây quý bạn nhé, được trang bị là từ những cái phần chrome này, rất là sáng, từ kể cả những cái nẹp loa này đều rất là sáng này, cửa gió điều hòa này. Đấy, nó khác biệt ở những cái phiên bản CV kép và phiên bản i30 thường, nó ở cái chỗ này đây ạ. Đấy, rất là sáng này. Và nội thất da cao cấp nguyên bản đây quý bạn nhé, nội thất da cao cấp còn nguyên bản này, chưa có vá víu và chưa có làm lại gì đâu. Đây là cái da này, da cao cấp nguyên bản đây quý bạn nhé. Đấy, da là cao cấp nguyên bản đây. Và năm sản xuất đấy ạ, đây là cái tem sản xuất, tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009 và sản xuất tại Hàn Quốc đấy ạ. Đấy, sản xuất tại Hyundai Hàn Quốc đây nhá, nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam đấy ạ. Đấy. Và đồng hồ công tơ mét đây, thưa với quý vị và các bạn, đồng hồ công tơ mét là chuẩn 89.286 km đây quý bạn nhé. Tôi có video quay trực tiếp tại nhà chủ xe ở cái đồng hồ này để cho quý vị các bạn thấy là tôi không tua đồng hồ. Đấy, vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, và rất là mới, rất là đẹp luôn. Cửa nóc này, trần này rất là đẹp luôn các bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Nội thất cũng rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Đấy, cửa nóc này,
phiên bản CV kép này là cái phiên bản đủ rồi, cho nên là xe mới được trang bị cửa nóc quý vị bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên phụ cho quý vị bạn cùng xem. Đấy, cánh cửa sau bên phụ này, keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Tất cả những cái keo này là chúng tôi cam kết là còn nguyên bản này. Đấy, và ốc bản lề cũng còn nguyên bản, chưa có tháo ra đâu quý vị bạn nhé. Ốc bản lề nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này, táp bi rất là mới này. Nội thất da phía sau này, đấy, cũng rất là đẹp, rất là mới luôn này. Đấy, nội thất ghế da phía sau này thì gần như là ít người ngồi hơn đằng trước, cho nên là đẹp lắm đấy ạ. Trần đấy ạ, trần cũng rất là sạch sẽ luôn quý bạn nhé. Đấy, một chiếc xe từ năm 2009 mà đẹp như thế này đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ bước lên xe để mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất bên trong nhé. Đấy, cửa nóc này, xe đã được trang bị là cửa nóc rồi này. Đấy, từ những cái phần nhựa này, quý vị các bạn nhìn thấy không ạ, nó rất là mới. Đấy, từ những cái phần nhựa này đều rất là mới đây quý vị bạn nhé. Trần này rất là đẹp, tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn về những cái phần chrome mà xe đã được trang bị này, vào nhìn rất là sáng xe quý vị bạn nhé. Tôi quay lại một cái góc này này, quý vị các bạn thấy được toàn bộ những cái phần chrome được trang bị từ khóa cửa này cho đến loa này, cửa gió điều hòa này, đều là chrome rất là đẹp luôn. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ bật cái điện lên cho quý vị bạn cùng xem về cái đồng hồ công tơ mét đây. Đồng hồ công tơ mét là chuẩn này. Và hay ở cái phiên bản xe này nhé, là nó có cả báo xăng đây quý vị bạn này. Báo xăng tức là còn bao nhiêu km nữa thì phải đổ xăng. Đây cái đây là còn 74 km nữa là phải đổ xăng. Đấy, rất là hay quý vị bạn nhé. Nó nhắc mình đổ xăng, đi những cái xe mà có cái phần nhắc đổ xăng này, rất là hay. Và vô lăng còn rất là đẹp đây quý vị bạn này. Vô lăng này. Đấy, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Đấy, vô lăng được tích hợp các phím điều khiển luôn quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp này. Đấy, điều hòa tự động, đấy, điều hòa auto, đầu CD này, tích hợp cả USB này. Đấy, và trên này thì nó có thêm một cái cốp này, rất là đẹp này, để đồ này, để giấy tờ đấy, rất là hay quý vị bạn nhé. Đấy, và bên dưới này cũng có một cái cốp này, để đồ rất là rộng này. Và sấy gương này, sấy ghế này, đấy, sấy ghế bên phụ, sấy ghế bên lái quý vị bạn nhé. Đấy, có cả sấy ghế phiên bản nhập khẩu này, cho nên là option thì đầy đủ rồi, không thể thiếu được cái gì cả. Đấy, với những chiếc xe Hàn thì bao giờ option nó cũng rất là nhiều quý vị bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần cốp sau của chiếc xe quý vị bạn nhé. Đấy, cốp sau này, ốc cốp sau còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Ốc cốp sau còn nguyên bản này, keo chỉ cũng còn nguyên bản này. Đấy, còn rất là đẹp luôn, keo chỉ nguyên bản đây quý vị bạn nhé. Toàn bộ là cái phần cốp sau này còn nguyên bản, chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì từ cái phần cốp sau. Rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị bạn nhé. Đấy, và ở cái phần cốp sau này rất là rộng, ở cái phiên bản i30 CV kép này thì cốp sau cực kỳ là rộng rãi quý vị bạn nhé. Có cả những cái chắn đồ đấy ạ. Đấy, có những cái rèm để chắn đồ này. Đấy, và đằng sau này rất là mới, không phải taxi, không phải dịch vụ gì cả, cho nên là gần như là không có để đồ ở cái cốp sau này. Đấy, cốp sau rất là sạch quý vị bạn ạ, và rất là rộng rãi này. Phía bên dưới này là cái lốp sơ cua cũng còn nguyên nhé, lốp sơ cua chưa dùng đến quý vị bạn này. Đấy, rất là mới đúng không quý vị bạn? Quý vị bạn thấy là chiếc xe này rất là mới này. Tôi sẽ mở cái phần cốp sau lên cho quý vị bạn xem đây. Cái lốp sơ cua, đây là cái phần lốp sơ cua đây quý vị bạn nhé. Đấy, chưa hạ, lốp sơ cua chưa hạ, đồ nghề còn nguyên chưa dùng, rất là mới này. Đấy, rất là mới luôn quý vị bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và bạn cùng xem. Táp bi cánh cửa phía sau này,
Tapi rất là mới, rất là đẹp luôn nhé. Keo chỉ của cái cánh cửa phía sau này cũng còn nguyên bản hết này. Ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cũng còn nguyên luôn quý vị bạn ạ. Đấy, nội thất phía sau rất là đẹp, cửa nóc trần rất là mới. Đấy, cái ghế sau này quý vị bạn thấy chưa, da nguyên bản teo xe đây nhá, chưa phải làm lại đây này. Nếu như chạy nhiều rồi ấy, thì là những cái da này phải làm lại. Và cũng xin giới thiệu với quý vị bạn, đối với những chiếc xe nhập khẩu thì là được sản, chiếc xe được sản xuất bằng da là da cao cấp, da xịn này quý vị bạn nhé, da xịn này, cho nên là dùng nó rất là bền. Kể cả những cái xe bây giờ đời cao, chiếc xe đời cao bây giờ mà lắp ráp trong nước ấy, người ta cũng rất là tiết kiệm. Người ta dùng những cái như nhiên liệu để sản xuất lên chiếc xe. Ví dụ như cái da của những cái xe đời cao bây giờ ấy, rất là nhiều xe làm mà giả da thôi các bạn ạ. Chỉ sử dụng 2-3 năm là bắt đầu hỏng rồi. Nhưng với những chiếc xe nhập khẩu thì là da xịn, dùng lâu như thế này mà da nó vẫn bền chưa hỏng quý bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa trước bên phụ cho quý bạn cùng xem nhé. Cũng được trang bị là bấm tay để mở cửa đây này. Đấy, táp bi cánh cửa rất là mới này. Đấy, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản quý vị bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản đấy. Và nội thất thì rất là đẹp đấy, từ táp bi, tắp lu đều rất là đẹp đây quý vị bạn ạ. Vô lăng cho đến cần số đều rất là mới nhá. Nội thất da cao cấp nguyên bản này còn rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, không phải tôi bán hàng mà cái nào tôi cũng nói là đẹp đâu quý vị bạn ạ. Nó đẹp thì phải bảo là đẹp quý vị bạn ạ. Đẹp ở đây là so với những chiếc xe cùng tuổi, những chiếc xe cùng đời, cùng phân khúc quý vị bạn nhé. Chứ bảo bây giờ mà cứ bảo chiếc xe này đẹp so với những chiếc xe đời cao, những chiếc xe khác thì không so làm gì quý vị bạn ạ. Đấy, tôi so với những chiếc xe cùng đời đấy ạ. Cái vô lăng này rất là mới đây này, là do chủ xe dùng bọc vô lăng này, tôi vừa tháo ra để tôi quay cho quý vị bạn đấy nhé. Đấy, từ những cái ốc bản lề cánh cửa là còn nguyên đây này, còn nguyên và còn rất đẹp như này đấy ạ. Đấy, nhìn về cái phần, tôi quay cho quý vị bạn xem từ những cái phần cần số này, cho đến cửa gió điều hòa này, cho đến khóa này. Đấy, và cái loa đều được ốp chrome rất là sáng. Cái phiên bản i30 CV kép này đặc biệt là nó như vậy đấy ạ. Đấy, chúng ta mở cánh cửa ra nhìn vào xe thấy nó sáng hẳn lên ạ. Bởi vì những cái thiết bị, bởi vì những cái chất liệu chrome mà Hyundai cũng đã trang bị cho phiên bản i30 CV kép này đấy ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn về toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là nội thất của chiếc xe Hyundai i30 CV kép 2009 này rồi ạ. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe quý bạn nhé. Hyundai cũng đã trang bị cho phiên bản i30 CV kép này là một cái khối động cơ xăng 1.6 lít đấy, kết hợp với hộp số tự động quý bạn nhé. Và đặc biệt ở cái phần của chiếc xe này thì chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn, đây là cái phần động cơ nhé. Động cơ là chúng tôi cam kết là còn nguyên bản đấy ạ. Nguyên bản từ ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy này còn nguyên bản đấy. Và chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi quý vị bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn ạ. Chúng tôi cam kết về cái phần động cơ này, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, còn nguyên bản, động cơ nguyên bản quý bạn nhé. Quan trọng nhất là cái động cơ này nó còn nguyên bản này. Đấy, và rất là đẹp đây quý bạn nhé. Sau 11 năm sử dụng rồi nhưng nó rất là đẹp đây ạ. Chính ra là 12 13 năm sử dụng rồi quý bạn ạ. 13 năm sử dụng, gần được 13 năm sử dụng rồi mà nó còn đẹp như này đấy ạ. Đấy, rất là mới nhá. Cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản đấy ạ. Đây là cái phần cabo đấy ạ. Keo chỉ cabo này là cũng còn nguyên hết nhá. Chúng tôi cam kết là còn nguyên, không bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả. Từ những cái đinh tán này này, nó còn nguyên bản hết đây quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản đấy ạ. Từ những cái tem của nhà sản xuất trên cái cabo này nó cũng còn nguyên đây này, chưa có bị bay mất tem nhé. Mất tem là thường là những cái xe bị đâm đụng va chạm phải làm lại thì nó sẽ bị mất tem. Còn cái này là nó còn nguyên đây này. Tem này là cái tem giấy thôi, còn đây là cái tem này là tem chìm của cabo này này. Đấy, còn nguyên bản luôn đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp.
Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất của chiếc xe Hyundai i30 CVK sản xuất năm 2009, đăng ký biển Hà Nội, nhập khẩu nguyên chiếc này. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 308 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai i30 CVK 2009 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883, chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, để được chúng tôi tư vấn. Và chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Thank you.